Hôm nay đó thì chúng tôi cũng chia sẻ về cái cách để hành trì. Thì cái cách để hành trì đó thì cái pháp môn tịnh độ mình đó thì độ sanh và độ tử. Độ sanh tức là những người trong lúc đang còn sống đó. Nếu mà tin tưởng tu pháp môn tịnh độ đó thì nghiệp sẽ tiêu, trí tuệ sáng suốt, thọ mạng ngắn thì nó sẽ kéo dài, người ngu trở thành trí, kẻ nghèo cùng trở thành phú quý. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang mới nói là tu pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật, là tiêu được cái túc nghiệp. Nghiệp của người này quá khứ là túc nghiệp bỏng sẻn, keo rít, tham lam, sân hận. Khi niệm Phật, nhờ nơi pháp lực để chuyển cái tâm người này, cho nên tuy rằng họ chưa đoạn hết sạch tham sân si, nhưng mà họ hàng phục được nó. Hàng phục được là giỏi lắm rồi. Độ tử là lúc lâm chung người này được ban trợ niệm và bản thân người này chịu buông xuống và niệm Phật, cảm được từ lực của Phật, Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đây là pháp môn độ sanh và độ tử. Nói về cái việc mà độ tử, chứ là hôm nay chúng ta nói về cái việc hộ niệm một chút. Cái việc mà hộ niệm đó thì không phải là không có căn cứ, có căn cứ từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài thuyết cái bộ kinh A Di Đà. Ngài nói rằng người này nếu mà niệm Phật một ngày hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn, lâm mạng trung thời là lúc mất. Thì Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng đến để nghinh tiếp người này vãng sanh Cực Lạc. Đó là pháp nói đến pháp môn trợ niệm và nói đến pháp môn mà niệm Phật để vãng sanh đấy. Như vậy cái người mà niệm Phật một ngày đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì Tổ sư Ấn Quang nói con người này khó khó kiếm lắm. Đối với bọn phàm phu chúng ta thời này là niệm Phật thành phiến, chứ còn đi vào nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm, lý nhất tâm thì bậc thượng căn phải cho chúng ta làm sao không nổi. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn niệm Phật, nếu ai mà nhất tâm một ngày đến 7 ngày đó thì quả thiệt Phật đến để tiếp dẫn. Nhưng mà có nhiều người, người ta nói thôi mình không có ăn uống gì cả, mình niệm một ngày đến 7 ngày theo như trong kinh A Di Đà nói đó để mình vãng sanh Cực Lạc, không cần phải ăn uống. Mà đối với bọn phàm phu chúng ta mà làm như vậy đó thì Tổ sư Ấn Quang nói làm không nổi. Tâm của mình trong 7 ngày chịu không nổi với cơn đói, cơn khát, và 7 ngày không ngủ mình chịu không nổi. Đó là dành cho bậc thượng căn, thượng trí. Còn bọn chúng ta phải 7 tháng, 7 năm, có khi suốt cả đời phải biết điều này. Không thì dại dột, không ăn uống, đóng cửa tu 7 ngày, Phật không thấy đâu, ma xuất hiện. Ép cái thân tâm này, tâm chưa cảm với Phật mà thân này nó bị hư hoại mất, kiệt sức mất. Cái chỗ này văn sao ông Tổ có nói phải lưu ý. Cho nên thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ nói một niệm đến 10 niệm, kinh A Di Đà nói một ngày đến 7 ngày. Lúc lâm chung mình niệm một niệm đến 10 niệm mà tâm không tán loạn, và tâm mình ưa thích, hết lòng tin ưa để mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì sự thực 10 niệm được vãng sanh có điều này. Nhưng mà với điều kiện 10 niệm này phải đầy đủ tín nguyện và đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cái khó là khó chỗ này. Vì sao có những người ở trên phòng hộ niệm họ niệm hơn 10 niệm, hơn 10 ngày, mấy tháng luôn mà họ chưa được vãng sanh? Vì tín nguyện và thiện căn phước đức không đủ. Chưa đủ cho nên mình phải tiếp tục.
do mình chứ không phải do quyền của Phật. Vậy cho nên vừa rồi chúng tôi có lên trên tỉnh thất có chia sẻ cái vấn đề trợ niệm một chút xíu và có khai thị cho mẹ của cô Nga là cô Liên Phương đó. Thì chúng tôi có nói về cái việc một số các thầy có nói về cái vấn đề trợ niệm không phải là của Phật giáo, giáo họ không chấp nhận. Thầy ấy nói hơi vội vã, nói mà không có cân nhắc kỹ. Pháp môn trợ niệm từ lúc khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã nói trong bộ kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy rồi mà nói Phật giáo không chấp nhận. Tuy rằng học tiến sĩ học giỏi nhưng mà cuối cùng gì, không nghiên cứu sâu sát các tâm chỉ của nhà Phật cho nên thành ra vọng sanh ức đoán, nói càng, nói bừa thành nói vậy, sai lắm. Sao không nhìn vô những cái bộ sách Mấy Điều Sen Thanh người ta vãng sanh? Cho nên chúng tôi thấy bây giờ Phật tử lên mạng nghe nhiều thầy quá, tính tâm chưa vững, bèn mất tính tâm. Hôm bữa chúng tôi có nói cái đoạn này gần một tiếng đồng hồ và có cô Nga, cô phát biểu với cái tâm nguyện của cô đưa mẹ của cô phòng hộ niệm. Cô nói chúng tôi cảm xúc rằng thấy cái người Phật tử mà còn lại hiểu biết thông hơn cái pháp môn tịnh độ, thông hơn các thầy, bởi vì các thầy không nghiên cứu. Bọn phàm phu mình cái gì nghiên cứu, cái gì tu tập thì biết, còn cái gì không nghiên cứu, không tu tập thì không biết đâu. Mà dẫu cho biết đi nữa chỉ là vọng sanh ức đoán, nghe bài hành lang thôi. Cho nên thành ra quý vị phải giữ vững cái niềm tin về pháp môn tịnh độ, nhất là phải coi về mái chiều lâm chung những cái lời khai thị của Tổ sư Ông Quang về trợ niệm lúc lâm chung. Ngài nói rất rõ, lâm chung tam đại yếu, ba cái điều quan yếu lúc lâm chung. Thứ nhất là mình phải đến khai thị cho người đó chán ta bà, ưa cực lạc, ta bà cõi người cõi trời không phải là ta ở. Tây phương cực lạc sẵn có là quê nhà của chúng ta. Khai thị làm sao để họ buông được thân tâm, hoàn cảnh và thế giới này xuống. Đó là quan yếu thứ nhất. Cái quan yếu thứ hai là thay phiên trợ niệm không cho gián đoạn. Mà bên ngoài thì không làm được điều này. Phật tử đến hộ niệm chút cũng phải 2-3 tiếng để đi về. Một số ban hộ niệm lúc trước rất hùng hậu nhưng mà không có cái đạo tràng, không có cái phòng hộ niệm, cho nên họ xách gói họ đi miết, rồi cuối cùng đi lưng mỏi gói dùng, họ đi không nổi, cho nên thành ra cũng tan rã khá nhiều. Nhưng mà họ cũng làm tương đối, cũng có những ca rất thành công như cô Thu Hương, giờ cổ xuất gia làm ni rồi đó. Hồi trước có hộ niệm ở Đà Nẵng là người đầu tiên coi như là xung phong vấn đề trợ niệm ở Đà Nẵng, nhiều ca rất kỳ tích. Như vậy cho nên thành ra cái việc quan yếu thứ hai là làm sao chia ban hộ niệm không cho mệt. Trong nhà hai người mở cái máy ra một câu. Hôm bữa giờ rồi gặp chú đó, chú nói một mình con đi hộ niệm cho bà đó, thầy ở trong máy niệm câu, con niệm câu. Khi con mệt rồi con lắng nghe một chập, con khỏe xong rồi con niệm tiếp. Cái máy trợ lực rất đắc lực, trợ thủ rất đắc lực. Nó giữ nhịp cho mình đều đặn, không mệt. Và cái quan yếu thứ ba đó là lúc lâm chung không vội thay quần áo. Ngài nói ít nhất là 3 tiếng mà phải trung bình là 8 đến 12 tiếng. Mà tỉnh thất để 24 tiếng đồng hồ không hôi thối, mềm mại. Cái chuyện đó là sự thực rõ ràng bao lâu nay như vậy. Cho nên thành ra là bữa đó có một cái cô cũng bị ung thư phổi. Nhìn thấy xanh xao vàng vọt, gia đình rất nghèo. Khi đưa lên đó thì chỉ có ông anh ruột đưa cho con, hai đứa con nó cũng bận nó không đưa. Ông chồng thì chắc là từ giã chia tay rồi, cho nên cổ lên độc thân một mình ở trên đó và đại chúng lo cho cổ rất đầy đủ. Không có tiền chúng tôi cũng nhận vô luôn. Một hoàn cảnh con người khi lúc lâm chung và chuẩn bị lâm chung bên cạnh không có người thân. Hên sao cổ tính tâm với tỉnh thất mình còn bạn đồng tu để hỗ trợ cho cổ. Chứ nếu mà nằm ở nhà thì những người này họ dễ tự tử chết hoặc họ suy sụp tinh thần chết mối. Bên cạnh đó thì mẹ của cô Nga thì cả gia đình 3-4 anh em cháu chắc và Phật tử Hà Nội bay vô thăm cụ miết.
và hỗ trợ cho cụ. Vì vậy làm sao mình sống trong cái cuộc sống hiện sinh này, mình phải làm lợi ích cho chúng sinh. Thì lúc mình có hoạn nạn, có chuyện thì chúng sinh sẽ hỗ trợ lại cho mình, đó là nhân quả. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói rằng là mình chưa đắc độ mà đem cái nhân quả để độ sanh thì chưa đắc độ mà làm chuyện độ người. Phải đem cái nhân quả này để phổ biến cho mạnh. Chưa đắc độ mà nói nhân quả là cái chuyện độ người và đã làm được cái chuyện độ sanh đó. Như vậy cho nên thành ra cái ban hộ niệm của mình bữa nay 100 người trên đó và 20 cô là túc trực lo ăn uống sữa rồi tất cả mọi thứ cho mọi người rất là đắc lực. Hôm bữa chúng tôi lên họp thấy mọi người làm hết sức là quan hỷ, coi như người thân của mình, như người trong gia đình luôn. Các thầy đó phải đến trực tiếp xem thử coi là có phải không cho uống thuốc hay là bắt nhịn ăn hay là từ chối y khoa như thế nào, phải đến cho nghe những người khác nói hành lang rồi mình nói theo, thì vọng sanh ức đoán, thì vọng ngôn vọng ngữ này là mang tội chết đọa, không nên. Bây giờ cái cách mà trợ niệm ở trên tỉnh Thất Quan Âm là chúng tôi chế ra cái âm thanh ở trong máy 334 niệm 4 chữ đó, rất tuyệt. Bữa nay đại chúng coi như là nhịp nhàng, sáng nay 1 giờ mấy chúng tôi lên mở trực tiếp xem các cụ lễ và kinh hành, và ở trong đó với một cái âm thanh A-di-đà-phật, 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 vừa một hơi cho lạy với đi, rồi hai câu nhỏ lại, rồi ba câu lớn, rồi hai câu nhỏ, rồi bốn câu. Nó cứ đều như vậy cho nên thành ra là niệm hoài không mệt. Nhưng mà có một số người họ sức khỏe không phải lúc nào cũng vậy. Lắng nghe ban hộ niệm hôm nay chúng tôi kêu ra ngồi để lắng nghe đó. Thì những cái lúc mà mình thấy mệt là cái thân của mình nó đủ sức khỏe, nhưng mà cái khí lực mình niệm hoài liên tục nó đuối. Chúng tôi cũng vậy. Nhiều lúc cái thân nó khỏe nhưng mà cái khí lực nó không đủ. Khi khí lực nó không đủ là khô miệng, khô môi hết trơn. Rồi mình cảm giác thấy nó thiếu cái không khí trong người, nó ngán niệm và nó có cảm giác là không muốn để niệm nữa. Những lúc mà cái khí lực nó xuống, nó giảm rồi đó, thì mình phải làm sao? Lễ mà không niệm ra tiếng. Các cụ ở trên phòng hộ niệm, lễ không niệm ra tiếng, nghe thôi. Lắng nghe cho kỹ, mà lúc lắng nghe mình hít sâu vô, lúc lắng nghe hít sâu vô, nghe mấy cái câu mình niệm im lặng ngậm miệng lại mình hít sâu vô, thì khoảng 5 phút, 10 phút sau là nó hồi phục lại, bắt đầu mình niệm ra tiếng, câu có, câu không, hoặc là mình hết cả cái thời 2 tiếng đó mình không niệm ra tiếng, lắng nghe vẫn có công đức. Nhưng có nhiều người họ lắng nghe mà họ lẽ nó cũng mệt. Bữa đó chúng ta tiếp khách nhiều quá, cho nên thành ra vô công phu 54 biến đại bi đầu thì được, nhưng mà bắt đầu tụng kinh Di Đà với lễ Phật là bắt đầu nó đuối, là phải ngồi xuống mở 45 phút Nam Mô Di Đà Phật, lắng nghe một câu bên ngoài máy, một câu trong tâm, 45 phút coi như là nó hồi phục lại bình thường, khỏe hơn lúc chưa tu luôn, bắt đầu lễ Quan Âm tiếp. Cho nên cái cách của Tổ sư Ấn Quang nói là dưỡng hơi bằng cách im lặng niệm trong tâm, nghe tiếng Phật hiệu. Cái này hay, cái này hay. Mấy cụ ở đây cũng như một số Phật tử cho nó mệt mà ráng, cứ thôi ráng, ráng để Phật gia hộ nó hết mệt. Ráng chập không thấy Phật gia hộ đâu, cả ngã ngửa dễ đành đạch luôn. Mình không biết cách dụng công, mình không có biết cách dưỡng khí, khí lực của mình không biết cách dưỡng. Cái này cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên là chúng ta nói cái vấn đề hộ niệm đó không phải là sức khỏe của các Phật tử là cứ như vậy hoài đâu. Đối với sức khỏe chúng ta hôm nay cực kỳ tốt, nhưng mà nhiều lúc mình tiếp khách nhiều quá, công việc nhiều quá, cái khí lực nó tổn ở trong đó. Vô công phu là mình đo lường được cái khí lực là mình niệm nho nhỏ mà niệm cũng không nổi, mệt. Sức khỏe còn lại được, tinh thần còn có thể sảng khoái thích tu, nhưng mà hơi thở không đủ nữa thì phải ngồi xuống để dưỡng hơi, là dưỡng khí, là niệm trong tâm, lắng nghe. Nó có ngủ gật lên gật xuống, nó có vọng tưởng gì đến nữa, rồi từ từ nó sẽ quy vô câu Phật hiệu, thì nó hồi phục lại được cái sức khỏe. Chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Không ngại, không ngại, người ta đang đi kinh hành, người ta đang lạy, mình vẫn ngồi xuống, không có gì trở ngại. Đừng có ngại rằng sao người ta đi, người ta lạy mà bây giờ mình ngồi kỳ quá, không có kỳ.
Mình phải uyển chuyển làm sao để cho thân tâm và khí lực mình nó sung mãn và nó làm sao khỏe nhất mới là công phu tốt, mới là công phu đắc lực nha. Khỏe cực kỳ luôn, cho nên tổ sư Ấn Quang nói lễ Phật nên niệm trong tâm. Nhưng mà nếu mà mình niệm ra tiếng mà còn sức được thì cứ niệm. Cho nên có nhiều người người ta hỏi ngài, như vậy là con niệm trong tâm không được không? Thì ngài nói là niệm Phật là chủ lực nơi tâm, nhưng không phải là bỏ miệng tụng. Thân lễ miệng tụng không thể bỏ được. Bởi vì người nhắc vật mà còn phải có tiếng hò reo, nhắc viên đá mà mình dùng cái tiếng hò reo 1, 2, 3, nhờ cái tiếng hò reo đó mà nhắc lên được. Cho nên phải uyển chuyển, chứ không phải là im lặng luôn mà cũng phải niệm ra tiếng luôn. Lúc vừa chớm mệt một cái là gì? Im lặng. Im lặng nhưng mà mình phải hít thở đó, hít sâu vô chút xíu. Thì như vậy mình uyển chuyển là lúc khỏe thì niệm ra tiếng nhỏ, đừng lớn quá. Lúc mệt thì mình im lặng niệm trong tâm lắng nghe. Thì như vậy nó mới bền được, chứ còn không mà ráng cho nó hết thời mà cứ ra tiếng, đợt sau không dám vô nữa, đuối, mệt, sáng hồn không dám vô nữa. Vậy cho nên là ra sáng chúng tôi nói thầy Nhung Minh, thầy Nhật Tánh, đó là buổi sáng ở tỉnh thất Quan Âm cũng như ở khu chuyên tu, mở ra cái âm thanh mà hôm trước giác nhàn niệm mà tập trung niệm rất chuẩn. Khi bữa đó mà chúng tôi niệm 500 lạy Nam Mô Quan Âm Bồ Tát và 500 câu tập trung rất cao độ trong đó, và cái âm thanh rất chuẩn và ấm êm. Cho nên chú Linh ông nói lúc trước cũng lạy mà sao nó mệt, hôm nay tập trung nghe cái âm thanh của sư phụ niệm, sao con niệm con không thấy mệt. Cái âm thanh cực kỳ quan trọng. Hôm bữa đó mà chúng tôi mà coi như đi công việc xuống Bà Rịa xong về Sài Gòn thứ ba, đi thứ tư bắt đầu về, thứ năm lạy luôn, không có dưỡng sức, nó cũng bị đuối. Đuối nhưng mà nhiếp tâm qua được, nhờ cái sức khỏe có, mình biết cách mình nhiếp tâm chứ còn không là dễ gục lắm. Đó. Vậy cho nên thành ra là cái chuyện mà mình tu hành chú trọng nơi cái khí lực và chú trọng nơi cái sức khỏe và biết cách nhiếp tâm khéo thì người này thành công. Lúc trước chúng tôi đi giảng liên tục, xếp lịch liên tục, rồi lúc trước đi cúng nữa, một số các thầy cúng, có mấy những thầy bạn chúng tôi mà lên đàn rồi bắt đầu cúng suốt 1-2 ngày về ói máu luôn, chịu không nổi. Và không có nghĩ đến cái chuyện tổn khí. Không nghĩ đến chuyện tổn khí cho nên nó bị tổn khí rồi, cái bệnh này dễ bệnh mà khó chữa. Bị hàng ngày dùng cái khí lực nhiều quá mà đã bệnh rồi không biết cách thâu vô mà cứ phát ra, có cho nó tổn miết cho nên nó lâu hết chứ không có gì hết. Cho nên tu hành phải giữ được cái khí lực này rất quan trọng. Nếu không khéo thì tổn khí rồi sợ không dám vô tu nữa. Cái đó là chúng tôi nói đại chúng là lễ Quan Âm. Mình đang lễ, mình thấy mệt, im lặng lắng nghe, nhưng mà cái người mong hồi phục là họ hít sâu vô. Thì khi mà họ hít sâu vô như vậy, có lắng nghe thì trong 5 phút là nó hồi phục lại sức khỏe, sảng khoái, bắt đầu muốn niệm ra tiếng liền. Hôm nay chúng tôi chỉ nói cái cách dụng công cho đại chúng, phải tinh tế lắm mình mới biết mới nhớ nha. Hôm bữa có cái cô ở Đà Nẵng, cô ít cái khi nào lạy 500 lạy lắm. Và cô lạy mới 100 là cô đuối, không cách nào lạy được. Mà trước đó chúng tôi đã nhắc là khi lạy không nổi nữa là yên lặng và cứ dịch lạy hít thở thì nó sẽ qua được cái mệt đó. Cô ngồi xuống, cô ngồi khoảng 5 phút sau bắt đầu cô đứng dậy, cô lạy suốt luôn được. Cô này cũng kỳ công, cô ráng được. Nhưng mà thường có nhiều người chịu không nổi. Cho nên thành ra cái cách lạy 500 lạy mà mỗi trăm buổi sáng, và cái cách lễ lạy ở trong tịnh thất, trong phòng hộ niệm và ở ngoài cộng tu, thì cái cách lên xuống không đến nỗi mệt. Nhưng mà mệt đó là do cái khí lực nó ra cho nên mệt, cộng lại với tâm mình không nhiếp được câu Phật hiệu, cho nên tâm thì tán loạn, thân thì đang lễ lạy lên xuống, còn khí lực thì đang ra, cho nên không có khỏe được cái chỗ này. Nếu tâm người ta nhiếp thủ được câu Phật hiệu, họ lắng nghe từng chữ từng câu rõ, hơi thở họ hít sâu và họ làm chủ được cái tâm và thân họ xuống nhẹ nhàng không nôn nóng, thì đối với cái cách này không thành vấn đề, không mệt. Quý vị để ý lại. Nhiều người có sức khỏe thanh niên như thầy Tánh hồi sáng chúng ta nói, không phải là thầy hăm mấy tuổi như vậy nó cứ như vậy hoài, thầy 40-50 tuổi rồi mới thấy cái khí lực nó quan trọng, cái sức lực bắt đầu nó xuống mình mới thấy nó. Nếu bây giờ trẻ không biết dưỡng. Vậy cho nên thành ra cái cách lễ Bồ Tát Quan Âm mỗi ngày buổi sáng 100 lạy, nếu mà sức khỏe rồi 100 lạy phơi phới luôn, qua nhẹ nhàng không thấy gì. Nhưng mà khi khí lực nó yếu rồi, trong người mình hơi mệt mệt gì đó, thì 100 lạy cả một kỳ công. Nếu không biết im lặng và lắng nghe, hít thở sâu, thì con người này lại không nổi trong, chứ không phải dễ đâu.
Vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói từng chút cái cách dụng công cho đại chúng, mà đây là chúng tôi chiêm nghiệm chứ không phải là đoán mò đâu. Vấn đề thứ hai, lễ Nam Mô Di Đà Phật ở trên đó đó thì gần như là bấy lâu nay là ổn định rồi đó. Nhưng mà có những người họ lễ hai câu, đứng một câu với quỳ thấp một câu mà họ mệt, thì họ lắng nghe đại chúng thì có đại chúng rồi trong mấy đó và mọi người bên ngoài rồi, thì họ đọc ra một câu đứng, một câu quỳ thấp, họ im lặng. Mà im lặng phải hít thở nghe, phải hít vô thì nó mới mau hồi phục được cái khí lực. Bởi vì mình đọc ra là nó tổn mà, bây giờ mình hít vô là mình bồi bổ. Rồi úp mặt xuống thì nghe một câu, rồi họ ngửa lên thì họ niệm trong tâm, họ hít vô. Mà khi họ mệt nữa thì sao? Họ đứng luôn, im lặng luôn, lắng nghe thôi và hít. Ít có khi trường hợp nào mà lễ Phật thì nó mệt nhiều là phải im lặng luôn đâu, chỉ có một câu đứng thì được. Mà khi mình mệt thì mình im lặng, mình lắng nghe luôn. Mà có những người họ quá đuối rồi, sức khỏe họ quá mệt rồi, trong người họ khó chịu quá thì họ phải ngồi xuống, ngồi nó có ngủ một chút xíu để nó hồi phục, chứ gượng không lại nổi thì cứ việc ngồi như vậy đi, rồi từ từ mình nghe cái câu Phật hiệu, từ từ nó tỉnh ra cho coi. Hay cực kỳ cái chuyện im lặng mà lắng nghe để niệm trong tâm, cực kỳ hay. Tổ sư Ấn Quang nói thường niệm A Di Đà Phật trong tâm là dưỡng khí tốt nhất, nhưng mà hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi mình đâu có nhớ đâu. Nhưng mà khi mình vô công phu mà mình im lặng để mình lắng nghe, mình niệm được trong tâm thì nó hồi phục cái khí lực rất nhanh. Phải dưỡng nó như vậy. Cho nên là sáng chúng tôi nói thầy Nhân Minh, khi cơ thể mình, tâm nó được quân bình, khí lực được đầy đủ, thì dẫu cho cái bệnh, ví dụ viêm son này hay bị, thì nó chỉ nằm ngay cho cái chóp mũi, ngay cho cái viêm son thì nó không phát tác sốt nóng lạnh gì, và nó không có sổ mũi, nó không có hắt xì, nó không có làm gì mình khó chịu được hết. Bữa chúng tôi ngồi 45 phút là trước khi ngồi đó là sổ mũi rồi, mà sổ ra thì mình đâu có đi lâu đi đồ gì đâu, thôi nuốt ực vô luôn, hít nuốt hết vô toàn bộ bên trong luôn mà nó vẫn cứ sổ, thôi ngồi xuống. Khi con người mình mất thăng bằng là nó như vậy đó, ngồi xuống lắng nghe, nghe 45 phút xong hết sổ mũi, khô ráo, người khỏe hơn lúc chưa tu luôn, thôi tiếp tục lại nữa. Chỗ này là cái chỗ anh em phải biết dụng công. Tịnh độ người ta sợ là sợ cái do khí lực họ tổn, tâm lực, khi khí lực tổn thì tâm lực họ không tập trung được nữa. Mà thường cái sức khỏe nó xuống thì khí lực nó theo nó xuống. Có những lúc sức khỏe có mà tiếp khách nhiều quá thì nó bị tổn khí lực, cho nên Ấn Tổ ngày không có tiếp khách nữa, đóng cửa chẳng tiếp ai, nó là để dưỡng cái khí lực để mà họ công phu đó. Sáng chúng tôi nói thầy Tánh phải nói với các cụ biết rằng là khi mình mệt, có những lúc nó mệt vô cớ lắm mà mình không hiểu, do cái ngày trước mình làm việc nhiều, mình nói nhiều, mình tiếp khách nhiều, cái tâm mình tán loạn nhiều, vô công phu nó không có trụ được, nó mệt, nó ngán ngẩm, thôi bây giờ lễ nó cũng ngán lễ luôn, thôi ngồi. Nhiều lúc ngồi phải cầm cự chứ nó có đồ đi ra, chứ không phải dễ đâu. Đó là cái việc mà chúng tôi nói để đại chúng biết cái cách có kinh nghiệm để mà mình dụng công, để cho cái thân tâm làm sao nó phải hợp nhất được. Thân mình lễ lên xuống làm sao không vội vã, nhẹ nhàng. Đứng lên ngồi xuống làm sao nó rất nhẹ nhàng. Tâm của mình làm sao tập trung nghe được câu Phật hiệu, và hơi thở này mình phải giữ cho nó thường hít vô như vậy đó, là nó có cái tâm định trên hơi thở, cho nên nó không có ngao ngán, nó không có nghĩ muốn đi ra. Hay lắm cái hơi thở đó, rất hay. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói về cái cách dụng công, coi như là trên Tịnh Thất Quan Âm buổi chiều mở chú Đại Bi, quý vị mở nương mấy thì rất ổn định. Chúng tôi hồi trước là tính ra gần 2 năm sáng 25 biến, chiều 25 biến, thời gian chịu không nổi, bức. Khi nói chuyện như vậy nè, là mình tập trung được, cái khí lực nó trở vô và mình có lúc ngưng để mà mình hít thở được. Nhưng mà khi tụng là nó cứ ro, khí lực nó ra hoài mà mình không tập trung hít vô thì mệt. Nhất là không có mấy là đuối chịu không nổi. Có cái cô Phật tử ở dưới Cà Mau, cô nói lúc trước con tụng 25 biến mà con ra, con mệt quá chừng, con ngồi trên ghế con thở. Hôm nay con nương cái máy của sư phụ cho, con tụng một lần 54 biến mà có khi muốn tụng thêm nữa cũng được. Vì vậy cho nên là cái việc mà nương nơi cái máy để mà mình tụng á, thì cái việc này rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi luôn tiếp tục làm máy và để cho Phật tử để mà mở ra, để mà mình nương theo cái máy để mình tụng. Chị chú Đại Bi, lễ Quan Âm cũng có trong đó luôn. Hôm nay thầy Tánh không mới làm lại cái mới, chúng tôi kêu trong đó có lễ Phật Di Đà, lễ Quan Âm, kinh hành có luôn, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ngủ luôn. Tính ra hôm nay cái câu năm
cái câu Quán Thế Âm Bồ Tát là trong phòng chúng tôi là 24/24 liên tục. Khi nghe nó quen rồi là như thầy Nhuận Minh bây giờ thầy vô phòng cái là ngủ, là nằm xuống chưa được 5 phút là ngủ liền. Cái lúc mà trước khi thầy xuống đây là nó quằn thầy suốt cả tháng trời, trằn trọc ngủ không được, khó chịu, mà bây giờ nghe Quán Thế Âm Bồ Tát ngủ ngon. Có cái sự gia trì trong nó và cái thần kinh mình nó chịu với âm thanh đó rồi. Còn thầy tánh mở A Di Đà Phật phải có một cái pháp để mà đi vào trong giấc ngủ nha. Chứ còn không thì quý vị ngủ bữa được bữa không cho coi. Thế bữa chúng tôi đi ra ở ngoài miền Trung đó là suốt đi theo trong ban đêm là cũng mở ra. Nhưng mà nó hơi lâu hơn chút ở nhà. Hơi lâu mà cũng không lâu lắm đâu. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát cứ mở. Thí dụ hai người trong phòng thì mở một âm thanh được. Mở hai cái máy nó trước sau nó chổi. Đây là những cái loại âm thanh mà coi như là chúng tôi đã chọn lọc rất kỹ và quý vị có thể dùng trong lúc ngủ, lúc đi kinh hành, lúc tu hành, vân vân, trong cái máy này đầy đủ hết. Nghe pháp luôn vân vân mọi thứ. Cho nên cái máy này là cực kỳ là quan trọng và là giá trị, cực kỳ giá trị. Đến hôm nay làm tính ra hôm nay là chúng tôi nói là trên 10.000 cái, khoảng 12.000. Thì nó vào tầm khoảng cũng 2 tỷ mấy. Chúng tôi nói như vậy để quý vị biết là chúng tôi tập trung tiền để làm cái máy này để cho quý vị tu, nó giá trị cực kỳ đấy. Đó là cái việc chúng tôi nói sơ qua về cái chuyện dụng công để mà tu hành. Còn mỗi người thì có mỗi cái kinh nghiệm trong lúc dụng công. Mình tìm ra cái kinh nghiệm nào đó tụ chung lại là tâm mình nhiếp thủ được câu Phật hiệu. Mà muốn tâm nhiếp thủ câu Phật hiệu thì người này phải lắng nghe kỹ, lắng nghe từng chữ từng câu cho kỹ, là cái máy hay là mình niệm hay là trong tâm, thiệt kỹ từng chữ từng câu. Thì cái công đức mà lắng nghe từng chữ từng câu đó, đó là công đức rất thù thắng hơn là niệm hời hợt không lắng nghe. Tổ sư Ấn Quang tập trung nơi cái chỗ lắng nghe. Đó là cái tâm của mình và tai của mình và miệng của mình phải hợp nhất với câu Phật hiệu, lắng nghe cho kỹ. Hơi thở của mình phải điều tiết, điều hòa làm sao để cho nó khỏe. Mà thấy tình trạng nó không khỏe là phải đổi cách liền, ngồi hoặc im lặng để cho thân tâm làm sao khi công phu ra là khỏe. Mà thường chúng tôi lễ Quan Âm 100 lạy mà có bữa là lễ trong tâm hoặc là 20 phút sau bắt đầu mới lễ trong tâm thì ra vẫn khỏe hơn là niệm ra tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát suốt luôn. Niệm suốt từ đầu là 4 tiếng đồng hồ, từ 2 giờ đến 6 giờ đấy, thì thường ra nó hơi ngút, hơi mệt một chút thôi. Nhưng mà lúc trước thì không thể nào làm nổi nữa. Lúc trước sức khỏe không có, khí lực không có, không thể nào làm nổi được. Do mình tổn quá nhiều, đi giảng rồi đi làm việc, không biết cách bồi bổ thân thể cho nên thành ra không làm nổi. Không cách nào làm nổi, 2 tiếng mà làm cũng không nổi. Lết lên lết xuống bò cũng không nổi, sức khỏe không có. Nè, vì vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng ta nói như vậy để mọi người lưu tâm đến cái cách mình dụng công tu hành ha. Đừng có ngại ở trong chúng khi mình mệt mình ngồi, đừng có ngại khi người ta niệm ra tiếng mình niệm thầm. Nhưng mà nếu mà mệt mới niệm như vậy nha, còn mình khỏe được thì phải niệm cho nó đều, mình niệm cho nó có cái âm thanh để nó có cái sự trợ lực trong đó. Cho nên cái lối của Tổ Ấn Quang chỉ nó rất là hài hòa, không im lặng luôn mà cũng không niệm ra tiếng luôn. Tùy theo sức khỏe, lúc nào mệt thì im lặng, niệm trong tâm, lúc nào khỏe cũng phải niệm ra tiếng để nó hài hòa, nó trung hòa trong đó. Chứ không có thể là chấp một mặt là phải ra tiếng không, hoặc chấp một mặt là phải im lặng không, không được. Có những lúc chúng ta niệm Phật đứng một câu, quỳ thấp hơi mệt im lặng. Có những lúc im lặng luôn, có những lúc là đứng một câu, quỳ thấp một câu, lên là bắt buộc phải im lặng rồi đó. Lên mà ra tiếng là tổng khí ngay. Cho nên chỉ có Tổ Ấn Quang mới nhắc được cái chỗ này, rồi chúng ta lưu tâm chúng ta mới biết được. Chứ còn không ai quan tâm chỗ này. Một số mấy thầy bạn của thầy là đi cúng là thôi, là vô là cầm mero hưng phấn làm suốt luôn, rồi về là coi như là lao phổi luôn. Và cái cuốn họng của mình đó, nó viêm và nó bị hư cái cuốn họng luôn. Cho nên chỉ có một cách bí quyết hay nhất là mỗi lần xúc miệng ngậm một ngụm nước muối hơi mặn, rồi mình thêm một chút nước cho nó hòa tan vừa đủ với cái lượng nước muối ngậm, thì cái răng của mình nó rất chắc. Bữa không biết cái răng sao nó bị sụp xịt muốn rớt à. Thì gì, ngậm nước muối 3 ngày sau cứng lại hay thiệt, và cái cổ của mình không bị bao giờ nó viêm cổ họng. Cái nước muối này cực kỳ là hay luôn, và nó làm cho thanh giọng, rồi nó làm cho cái phế quản mình không có bị viêm, răng mình bị chắc chút xíu nước muối. Mỗi lần ăn cơm xong súc miệng là phải có một ngụm nước muối, ngậm súc đi vòng. Bữa nay mấy thầy là bỏ cái ăn cơm xong đi kinh hành rồi. Ăn cơm xong đi kinh hành thì gì? Bao tử của mình nó sẽ
giúp cho tiêu hóa tốt, nó trừ được 5 loại bệnh hôm bữa chúng tôi có nói. Phải từ từ điều tiết sức khỏe của mình, tự thân mình phải lo lắng cho sức khỏe của mình, chứ Phật không có can dự vào sức khỏe đâu. Phật chỉ là nhờ cái công đức pháp lực đã chuyển cái nghiệp lực của mình thì được, chứ còn sức khỏe mình phải tự để lo liệu đó. Sâu nó ăn răng, mình kêu Phật ơi cũng niệm Phật cho hết sâu răng. Phải đi nhổ nó đi chứ. Do gì sao vậy? Do mình ăn mình không súc miệng kỹ càng, không ngậm nước muối cho nên sâu răng rồi. Mà cái răng này bây giờ nó sâu, nó hư rồi sao? Không có nhai thức ăn được nữa. Cái cổ họng nó hư là nói không được nữa. Mà ăn nói không được nữa thôi chứ còn lại gì nữa. Ăn mà không được thì do cái răng nhai không được, nó hư, nó rụng rạo, nó tiêu hết rồi. Cổ cũng bị viêm luôn, nói không được nữa. Thì ăn nói không được thì con người đâu phải là con người để mà có thể sinh hoạt được nữa, đúng không? Chỗ này quan trọng. Hôm nay là chúng tôi là toàn là dùng xong thấy nó có hiệu quả, nói cho đại chúng để đại chúng lưu tâm cái chuyện này. Nước muối hơi đậm một chút, mình vô uống vô nó hơi đậm một chút, và mình thêm một chút nước vừa đủ cái lượng mặn trong miệng mình, chứ đừng có pha lạc quá. Và đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói sơ như vậy. Chút xíu cuối buổi chúng tôi sẽ nói thêm về cái việc dưỡng sinh một chút xíu để cho mình có sức khỏe. Cái việc mà tu hành để mà mình liễu sanh thoát tử thực sự không phải là dễ. Nhất là bỏ pháp môn tịnh độ nữa thì thiên nan vạn nan, khó, cực kỳ khó. Vì con người mình nó có những cái lậu hoặc vô lượng đời kiếp đã huân tập trong này rồi. Lậu hoặc đó là kiến hoặc và tư hoặc. Mà thường mình hay nghe gọi là khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo.